Xin chào mọi người nha, mình Tùng đây à, Trong video lần này mình sẽ Giới thiệu một cái tool à, Đó là cái tool uh, Selection tool à, Tức là giúp chúng ta lựa chọn Và chọn một số cái Cần thiết và loại bỏ những cái không cần thiết Theo ý muốn à, Đây ví dụ mình có Khi mà các bạn cài đặt xong ấy Nó sẽ hiện một vài cái tool có sẵn Đầu tiên đó là phần Edge Tức là cạnh Face mặt này Group và cái cơ bản hình còn lại là cái tính năng bỏ chọn Tức là bên này là sẽ chọn Còn bên này bỏ chọn Ở đây thì ví dụ cái phần S nhá cạnh nhá Mình nhấn vào trong cái group Bây giờ mình muốn chọn những cái cạnh này thôi Nhưng mà mình không muốn chọn mặt Thì mình sẽ quét chọn Nhấn đây Đấy nó chỉ chọn cạnh Mình có thể nhấn M Sau đó nhấn Ctrl để copy ra Thì nó chỉ copy những cái vừa chọn thôi Đó như vậy xóa đi tương tự mình quét chọn nó và mình nhấn vào cái lựa chọn số 2 à, chỉ chọn mặt bây giờ mình có thể nhấn delete delete để xóa đi thì nó sẽ xóa những cái mặt mình vừa chọn tương tự mình sẽ quét chọn đây nhấn chọn mặt mình nhấn sang bên này cái bỏ chọn này thì nó sẽ trở về bình thường à, quét chọn à, chọn mặt nhấn mở copy ra Tất nhiên là mặt khi copy thì nó vẫn còn nguyên cạnh. Cái này, cái này và ba cái ô vuông thì nó đang ở dạng group. Còn lại ba cái hình trụ này nó đang ở cái dạng là à, component. Đấy, bây giờ mình quét chọn nhá. Mình nhấn cái lựa chọn chỉ chọn group thôi. Thì nhấn đây, nó chỉ chọn những cái group có sẵn. Quét chọn, mình nhấn sang cái chọn component thì nó chỉ chọn những cái component thôi. Ở đây thì nó có một số cái để mà rộng ra nhiều hơn ấy, thì bạn cần phải vào cái Tool này, selection toy. chọn cái ui setting. Ở đây chúng ta sẽ đánh dấu tích thêm những cái ô này, thì khi chúng ta nhấn lưu lại và khởi động lại cái sketchup ấy, thì nó sẽ hiện ra đây. Ở đây nó có rất nhiều những cái lựa chọn khác nữa, ví dụ như là chọn text này, chọn hình ảnh này. Chuẩn cung tròn rồi là gì đó Nếu mà các bạn cần quản lý những cái gì đó Nhiều nhiều ấy mà chúng ta muốn chọn nhanh ấy Thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ uh, Selection tool này đây, Ở đây có rất nhiều Mình cũng không hay dùng Mình thường là chỉ dùng nó để chọn Chọn cạnh sau đó là chúng ta sẽ xóa những cái mặt đi thôi Đấy là mình hay dùng là như thế Còn lại các bạn có thể tham khảo Những cái phần ở trong đây, đây Chúng ta cứ bật dấu tích ở đây lên đây, Có thể bật cả cái Bỏ chọn ở bên này sau đó nhấn lưu thì lần tới khi mà chúng ta khởi động sketchup ấy thì nó sẽ hiện đầy ở đây đơn giản như vậy thôi đến đây thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo